Có những người nghệ sĩ mà bằng chính đam mê, nhiệt huyết, khổ luyện và kỷ luật, họ đã giúp cho hai tiếng Việt Nam thân thương được vang lên ở khắp nơi trên thế giới, và họ đã trở thành một biểu tượng cho tinh thần Việt bất khuất, kiên cường. Vâng, hãy cùng chúng tôi chào đón nghệ sĩ ưu tú Quốc Cơ, nghệ sĩ ưu tú Quốc Nghiệp. Sáng tạo đòi hỏi lòng dũng cảm, dũng cảm để từ bỏ lối mòn. Thách thức lớn nhất của sự sáng tạo đó là vượt qua giới hạn của bản thân và bước qua ngưỡng tự hào của mình. Nghệ thuật cũng giống như là truyền hình, cho phép người nghệ sĩ được thử nghiệm và tìm kiếm những cái thách thức trong trái tim của khán giả. Và hơn thế nữa, Hà Lê chính là một người nghệ sĩ. Như vậy, với những cái dự án của anh đầy ắp những thách thức. Và ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu nghệ sĩ ưu tú Quốc Cơ và nghệ sĩ ưu tú Quốc Nghiệp sẽ cùng lên sân khấu để công bố giải thưởng chương trình văn hóa khoa học xã hội giáo dục ấn tượng. Quốc Cơ, Quốc Nghiệp hôm nay rất là vinh dự khi mà được đến đây để trao giải cho hạng mục chương trình văn hóa khoa học xã hội giáo dục ấn tượng. Và để không cho mọi người đợi lâu nữa thì Quốc Cơ, Quốc Nghiệp sẽ công bố ngay giải thưởng sẽ thuộc về Ký ức vui vẻ số báo danh 114. Xin chúc mừng. Trở lại với chương trình Ký ức vui vẻ, và bây giờ chúng ta sẽ đến với thập niên 70. Ký ức, những cảm xúc và những kỷ niệm, trở về quá khứ để mình khơi gợi lại. Khi xem truyền hình họ thấy rằng trời ơi, đúng rồi, hồi đấy đúng mình như thế. Anh ơi, có bao nhiêu? Có bao nhiêu? Trả bao nhiêu? Đến đây để tìm lại những ký ức vui vẻ cho nó trẻ ra. Một lần nữa chúng tôi xin được chúc mừng ekip của chương trình Ký ức vui vẻ. Và chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Nguyễn Văn Hoàng Thiện, đại diện nhãn hàng Oppo, nhà tài trợ chính của chương trình, sẽ cùng bước lên sân khấu để trao giải cho ekip chương trình Ký ức vui vẻ. Cho công ty Đông Tây Promotion, một thành viên của tổ hợp đất Việt VAC, chúng tôi xin cảm ơn ban tổ chức VTV Award, cảm ơn đài truyền hình Việt Nam VTV3, cảm ơn quý vị khán giả khắp mọi miền đất nước đã ủng hộ và yêu thương chương trình để hôm nay chúng tôi được cái giải này. Hy vọng quý vị tiếp tục yêu thương để chúng tôi có động lực có thể sản xuất tiếp Ký ức vui vẻ nhiều mùa nữa và sản xuất thêm được nhiều chương trình hay, bổ ích cho VTV cũng như là cho khán giả cả nước. Xin được trân trọng cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn và xin được chúc mừng. Xin được cảm ơn các vị khách mời.